dường hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò. Ai mùa trăng không, lại đây tôi bán trăng cho. Thằng Khương nó gửi thôi và tiền cho cô Xanh đẻ đây nè. Tốt quá ha. Không có gì sao nó lo lắng cho cô dữ vậy. Đàn ông mà, cô không cho nó lấy thì sao nó cho tiền cô? Má, xin má đừng nghĩ quấy cho con như vậy. Má nên hỏi lại anh hai. Không có ôn đơ gì nữa hết trơn á. Cô ra khỏi nhà tôi đi. Má, má ơi con lại má. Con cúi xin. Đến cho nhà này bao nhiêu bất hạnh đó chưa đủ hay sao? Vì cô mà anh em nó trở với nhau, vì cô mà các con tôi không còn thương yêu, không còn hiếu thảo với tôi như trước nữa. Rồi bây giờ cô còn gieo cái mầm mống loạn luân để bôi bẩn lên danh giá của gia đình tôi nữa. Cô còn than gian khóc lóc cái nỗi gì? Cô sửa soạn đồ đạc rồi đi đi. Đi đi. Má, má ơi con lại má. Con lại má. Con bị hàm oan má ơi. Khi nào chưa chứng minh được sự trong sạch của mình thì cảm ơn đừng bước chân vô nhà tôi nữa. Đó là quyết định sau cùng của tôi. Má, má ơi con xin má hãy thương con. Má ơi má đừng đuổi xua con tội nghiệp má ơi. Thôi. Con lại má, má ơi. Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Nếu cô không đi hả, buộc lòng tôi phải có hành động thiếu lịch sự với cô đó. Má, má ơi con lại má. Má ơi con lại má. Đây nè, đây nè. Đồ đạc của cô đây. Cô làm ơn đi đi cho khuất mắt. Má, má ơi kịp cô mà má ơi cô lại má. Tôi kịp cô đi đi. Má ơi. Ra khỏi nhà tôi đi. Má ơi cô lại má. Má ơi. Má ơi má. Tới thăm em đó hả? Phải. Em định đi đâu đó? Em có chuyện cần phải đi.
Làm ăn bây giờ phải năng động như vậy đó. Ngồi một chỗ thì cạnh tranh không lại người ta đâu anh hai à. Em có thể nán lại một lát được không? Anh có chuyện cần nói với em. Công chuyện của em gấp lắm. Gặp nhau ai cũng khỏe và làm ăn phát đạt là vui rồi. Có chuyện gì lúc khác mình nói với nhau được mà anh. Nhưng đây là chuyện quan trọng. Anh cần phải nói ngay với em trước khi quá. Trời đất ơi. Anh thì lúc nào cũng quan trọng quá vấn đề. Thôi được rồi. Anh muốn nói gì thì nói đi. Em chờ nghe đi. Chuyện gì vậy? Chuyện của em và Kim Sa. Chuyện của Kim Sa à? Thì Kim Sa là bạn làm ăn của em. Bộ có vấn đề gì sao anh hai? Em đừng dối anh nữa. Đất Đà Lạt này nhỏ bé. Chuyện vụn trộm giữa em và Kim Sa che đậy được lâu đâu. Anh đã nói với em rồi. Mai mồ côi và nhiều bất hạnh. Em đã tìm mọi cách để chiếm được Mai thì em phải có trách nhiệm cho đến suốt cuộc đời. Em có còn nhớ không? Nhớ thì sao? Hiện tại tôi có làm gì cho Mai khổ chưa? Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Mai không thiếu một thứ gì, từ tinh thần đến vật chất. Anh còn đòi hỏi gì ở tôi nữa chứ? Em đừng lý luận với anh vì một thứ trách nhiệm của những con người bán mua đồ. Trong khi tình nghĩa vợ chồng là một thứ tình cảm thiêng liêng, không thể chứng minh bằng vật chất kim tiền, cũng không bằng sự đổi trao xác thịt tầm thường, mà phải bằng thứ tình yêu chân thật thể hiện qua lòng chung thủy cùng nhau. Anh từ đâu tới vậy? Thấy anh là người cổ xưa còn sót lại nên vẫn tôn thờ lòng chung thủy ngu ngơ. Em có xem anh là thứ người gì cũng được, nhưng em phải thực hiện những gì mình hứa hẹn. Mai thật thà em không có quyền gian dối và lập tức đoạn tình dứt nghĩa với Kim Sa. Anh hai, anh đừng quên tôi đã lớn khôn rồi, thì đừng xem tôi là một đứa trẻ con. Tôi biết thiệt hơn những việc của tôi làm, nếu không bằng lòng thì đừng để ý tới tôi. Nhưng hành động của em sẽ làm cho Mai đau khổ, làm cho má ưu phiền. Và ai nữa? Ai? Anh không trả lời được phải không? Vậy bây giờ anh nghe tôi hỏi nè. Anh lấy tư cách gì để buộc tôi phải chấm dứt quan hệ với Kim Sa? Hả? Anh... Này. Anh đừng nói với tôi là anh dùng tư cách của một người anh nghe chưa? Giả dối. Đồ giả dối. Tôi hiểu anh quá mà. Anh đã vô tình thú nhận với tôi rằng tình cảm của anh đối với Mai vẫn chưa hề chấm dứt, có phải vì không anh hai? Khánh. Và như vậy giữa tôi và anh, ai đáng bị lên án hơn ai hả? Anh trả lời đi. Em đừng đem sự khôn lanh của mình để chà đạp tấm lòng anh và bảo vệ cho hành động phong lưu xa ngã. Đúng, anh vẫn còn quan tâm đến Mai nhiều lắm. Nhưng Khánh ơi, từ lúc em với Mai đã thành chồng thành vợ, mơ to lớn nhất của đời anh là thấy Mai hạnh phúc yên vui. Bên cạnh em cho đến muôn đời, tâm nguyện của anh không đổi không dời. Nghĩ đến cảm thụ của riêng anh, không biết gì đến tâm tư kẻ khác. Sao anh không tự thấy mình là bóng ma
anh hạnh phúc của đời tôi không biết đến bao giờ. Làm sao tôi có thể tin rằng anh không đợi không chờ. Hy vọng một cơ may nào đó đi giành giật lấy những gì mà anh đã mất hôm qua. Nếu như vợ tôi không phải là mai thì chắc gì anh đã tốn công dạy tôi bài đạo lý. Tôi đã không hờn ghen ích kỷ thì anh chớ tìm tôi để khơi lên mầm ganh tị trong lòng. Em đã bị hiện tượng đánh lừa cảnh nặng. Thật ra bản chất của vấn đề không phải là như vậy. Đó chỉ là lời nói của anh thôi. Lý thuyết bao giờ cũng mang một màu xanh, mà thực tế lại thường một màu xám lên hai. Thôi đủ rồi Khánh nào. Anh không ngờ, anh không ngờ em có quá nhiều mặc cảm. Chớ chưa ở trong lòng chờ có dịp nói. Em đã dùng mọi thủ đoạn xấu xa để một bóng hình cho riêng mình vĩnh viễn, rồi lại hoài nghĩ một tấm lòng chân thật, luôn mong cho vợ chồng em được hạnh phúc trọn đời. Nếu như em đừng đổi dạ hay lòng, đừng dẻo xuống đời mãi như muốn phiền đau khổ, thì anh đâu quay về nữa nghe hận tuổi nữa e về xót xa. Anh hai à, anh có chuyện gì khác để nói nữa không? Tất cả những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Anh mong em cư xử như một người đàn ông chân chính và phải có trách nhiệm với những gì mình đã chọn cho. Còn phần anh, em muốn hiểu thế nào cũng được. Anh chỉ biết dặn mình sống như thế nào để không hổ thẹn với lương tâm. Chào em. Và nhân và nghĩa, đạo đức giả. Em à, đây là chỗ làm việc của anh, em biết không? Tại sao em tới đây mà không cho anh biết trước gì hết trơn hết trọi vậy? Có chuyện gì nói mau đi, tôi về. Về đâu bây giờ hả anh? Ý, trời đất ơi, hỏi gì kỳ cục vậy? Bộ đàn bà sắp sanh là hay lẩn thẩn như vậy đó hả? Thì về nhà của mình chứ về đâu mà em hỏi kỳ cục vậy? Từ bây giờ trở đi em không thể về căn nhà đó nữa. Tại sao? Má đuổi em rồi. Cái gì? Má đuổi em rồi? Nhưng em đã làm gì đến nỗi má đuổi em? Gì vậy? Tự nhiên khóc à? Làm ơn đừng có khóc nữa. Trời ơi, bực mình quá đi. Thôi được rồi, để một lát nữa anh đưa em về. Có lỗi thì xin lỗi má là xong chứ gì, phải không? Không, anh đừng buộc em về đó nữa. Em xin anh. Nữa, làm khó nữa. Nếu không về đó thì đi đâu? Ở đâu bây giờ? Đây là chỗ làm việc. Em ở đây sẽ gây khó khăn cho anh nhiều lắm, em biết. Em biết. Nhưng nếu anh thường xuyên có mặt ở nhà thì anh sẽ hiểu. Từ lúc làm vợ anh, má luôn khe khắt với em. Dù cho em vẫn làm lụng suốt ngày đêm, cả lúc đau yếu mà em cũng không dám nghĩ. Vậy mà má cứ nói em là đứa bá vơ, là đồ ăn hại. Em chỉ biết khóc thầm trong mỗi canh khuya. Gào thê lương thông reo như
thèm có anh ở cạnh bên với những lời trìu mến yêu thương mà an ủi một tâm hồn cho với tuổi vườn đắng cay. Anh đâu quên bổn phận một người chồng, nhưng anh còn lo lắm tương lai cả đĩa đi và tiền tài cho hai đứa mình mai sau. Em hiểu cho anh đừng nên trách giận, em không giận anh mà chỉ tuổi trong lòng. Vì sao không đẹp giả mẹ chồng trong khi em hết kính yêu? Thôi được rồi, anh hiểu tất cả rồi. Nếu em ở với má mà không hợp á thì anh tìm chỗ khác cho em ở. Sanh nở xong rồi mình tính sao ha? Ở tại đây ha anh? Đâu được, đây là chỗ làm việc của anh, làm sao ở được. Để anh mướn một căn nhà nhỏ cho em ở, thỉnh thoảng anh về với em. Vậy là em vẫn phải ở một mình hay sao? Thì em biết rồi đó, công việc của anh nó bận rộn lắm. Bây giờ em qua phòng khách ngồi chờ anh, một lát cái anh qua anh đưa em đi liền. Dạ, mà mau mau nghe anh. Ờ, anh qua liền mà, em đi đi. Nhật ơi, Nhật à, tao đây. Có chuyện gì vậy? Cứu cho tao rồi mày ơi. Chuyện gì? Mẹ chồng với nàng dâu cơm không lành canh không ngọt, còn vợ tao đòi theo ở chung với tao nữa kìa. Vậy là đúng rồi, nhăn nhó gì nữa. Ê, tao đang bực bội đừng có chọc ghẹo tao nghe mày. Bây giờ mày tính phụ tao coi, có nhà ai cho mướn mày mướn cho nó ở giùm tao được không? Ê trời đất ơi, vợ của mày sao mày không lo mày biểu tao? Ngon nước này mày còn giỡn được sao Nhật? Trời ơi, tao rầu muốn chết nè. Ai biểu mày đèo bồng chi rồi bây giờ than khổ? Trong khi mày đang có một người vợ hiền ngoan, chăm chỉ giỏi giang, mà lại đành tâm đem giả đèo bồng đi trao tình cho một cô gái khác, bỏ mặt vợ nhà trong lạnh lẽo cô đơn. Rồi bây giờ mày còn gây phiền phức cho tao nữa. Chỗ bạn bè lúc cần thì phải giúp tao, sao mày cứ lắm lời nhiều chuyện mỉa mai, sao thì mọi chuyện cũng lỡ rồi. Đứng nó cằn nhằn có ít lời chi đâu. Thôi được, tao chỉ giúp cho vợ chồng mày có chỗ ở, còn mai mốt á lỡ có bể ra thì đừng có đổ thừa tao nha. Được rồi mà, đi kiếm nhà mau đi, vợ tao đợi phòng khách kìa. Cần gì kiếm, bà dì tao ở con mình nè, cho vợ mày ở chắc bà không có phản đối đâu. Tao thấy vậy cũng tiện, chứ mày cứ tối ngày lỡ vợ mày sanh thì có bà giúp đỡ cho. Đúng rồi, nói nhiều quá, mày đi liền giùm tao đi. Đi liền nè ông nội, hối hoài. Ra lấy xe đi. Nè, tao với vợ tao ra tới liền đó nghe. Ủa, Mai. Dì Bảy, dì đi chợ mới về đó hả dì? Ờ, bữa nay trời lạnh quá à. Hồi sáng thấy con ngủ ngon nên dì không có kêu con dậy. Sao không vô nhà nằm nghỉ cho khỏe? Mới hơn tháng ngồi ngoài trời lạnh không có tốt đâu. Con có mặc áo lạnh mà, chứ nằm trong phòng lâu quá, con muốn ra ngoài này cho nó thoáng một chút. Chừng nào con thấy mệt con vô liền à, dì đừng có lo. Nè, dì có mua cho thằng cu tí mấy thức vải để mai thêm tả, lỡ trời mưa tả khô không kịp thì vất vả cho mẹ con của con lắm. Lát nấu cơm xong á dì mai cho. Dì Bảy, dì tốt với mẹ con quá à. Có lẽ trời Phật xót thương nên mới xui khiến cho con được gặp dì. Nếu không con cũng không biết phải làm sao khi chỉ có một mình trơ trọi. Dì Bảy, con mang ơn dì nhiều quá. Nói chuyện ơn nghĩa làm gì hả con? Ở đời giúp nhau hoạn nạn khó khăn cũng là chuyện thường thôi con à.
Dù mới biết con gần 2 tháng nay, nhưng mà dì thương con cũng như là con ruột vậy. Vì ngày xưa hoàn cảnh của dì cũng khổ lắm, cũng bụng mang dạ chữa, lang thang trên thành phố này một thân trơ trọi, không người thân quen, cãi cha cãi mẹ nên dì đâu dám trách ai. Khi bị người ta gạt gầm khổ tình, sanh con thui thủi một mình, con của dì ở đâu sao để dì cô độc. Nó đã chết rồi khi mới sanh ra, bởi không đủ thuốc thang mà dì thì mang bệnh nặng, nhờ một người mà dì còn sống đến hôm nay. Người đó là ai vậy dì Bảy? Cậu Nhật đó. Anh Nhật à? Phải. Khi con của dì chết trong nhà thương thí, dì bệnh nặng thì gặp cậu Nhật đi thăm một người bạn làm bác sĩ ở đó. Thấy hoàn cảnh dì khó khăn, cậu Nhật mới nhờ người bạn chăm sóc cho dì chu đáo. Rồi khi dì đã lành bệnh lại cho dì ở luôn ở trong đó. Nhờ vậy mà dì học được cái nghề đỡ đẻ. Cái nhà này là của cậu Nhật mua cho dì đó. Thật khó tìm một người tốt như anh Nhật. Dì à, gia đình anh Nhật ở đâu vậy? Ở tại thành phố này. Gia đình cha mẹ cậu ấy rất giàu, mà vợ của cậu ấy cũng rất đẹp và tánh tình cũng tốt nữa. Cậu ấy cưng chiều vợ lắm, lo lắng từng chút chứ không phải như... Dạ. Dạ, tại chồng của con lúc này bận đi công tác liên miên cho nên... Thôi thôi, dì hiểu mà. Con cho nghỉ đi, dì đi nấu cơm nha. Ôi, nín nín nín, nín đi con. Con nhớ ba phải không? Mai. Kìa, anh hai. À, em sanh trai hay gái vậy? Dạ, con trai. Anh hai, sao anh biết em ở đây? Ủa, chứ em đã nhờ người đánh điện về cho anh sao? Điện về cho anh? Phải. Ai điện về kìa? Không lẽ anh Khánh? Em mới sanh mà anh Khánh thì đi công tác cả 2 tháng nay rồi. Điện cho anh hồi nào vậy anh hai? Hồi sáng này điện xuống không gặp anh, anh chỉ nghe nhắn lại. Hồi sáng này? Ủa, ai điện cho anh vậy kìa? Mai à. Ủa, đây. Dạ anh hai con. Anh Khương đó dì Bảy. Dạ con chào dì. Ủa, cậu Khương đây sao? Mới điện hồi buổi sáng mà trưa lên tới liền ha. Vậy mới phải chứ. Nói vậy dì điện cho cậu Khương đó. Mà sao dì Bảy lại biết cái số điện thoại của ảnh? Chiều hôm qua dì dọn dẹp thấy cái áo của chồng con bán trong kẹt vách, dì lấy đi giặt thì thấy trong túi áo của cái thơ, nên dì mới biết. Thôi có cậu ở đây là tôi mừng rồi. 2-3 bữa nay thấy con Mai nó khóc hoài chứ chịu không có nổi. Không có chồng khi sinh sản tủi thân dữ lắm. Dù sao có người thân cũng đỡ hơn. Thôi cậu ngồi chơi nha, tôi đi lo cơm nước chút rồi mình cùng ăn. Dạ cảm ơn dì Bảy. Em nằm nghỉ đi để anh dỗ cho. Nín đi cháu ha. Nín đi cháu, cô bác ngoan nha. Đây để bác pha sữa nha. Anh hai đến thăm là quý rồi, anh mua làm chi nhiều thứ quá vậy? Có gì đâu mà nhiều. Mua có một ít sữa cho cháu anh với mấy hộp thuốc bổ cho em thôi mà. Trong mình em khỏe không Mai? Cảm ơn anh, em khỏe. Anh hai. Em nói nghe chuyện này nhé. Gì vậy Mai? Anh hai, anh nên về đi, anh đừng ở đây nữa. Sao vậy em? Lúc trước chỉ vì anh gửi tiền và lá thư cho em mà má hiểu lầm anh em mình có tình ý với nhau, nên má mới đuổi em đi. Bây giờ tốt hơn là anh nên tránh em. Má nghĩ như vậy không có tốt đâu.
anh đừng nên lo gì cho em nữa. Mai à, đó chỉ là cách nghĩ lạc hậu của mấy bà già xưa. Quá lo xa nên có ý ngăn ngừa, chứ không phải nghĩ xấu gì đâu. Em nè chớ quá bận tâm. Nhưng dù sao thì cũng không nên để cho má thêm nghi ngờ, rồi anh Khanh sẽ hiểu lầm, càng khó xử cho anh với em. Nhưng anh làm sao có thể yên tâm khi chú Khanh không có ở nhà, em chỉ có một mình. Xoay sở thế nào khi ốm đau, bây giờ dù em có đuổi xua, anh quyết ở đây cho đến khi chú Khanh trở về để săn sóc cháu mình và giúp đỡ cho em. Em chớ ngại chi, anh vẫn xem em như em gái thuở nào. Nếu má có nói gì, anh một mình gánh hết. Dù hiện tại đã đổi khác, anh không còn quyền lo lắng như ngày xưa, nhưng vẫn tìm thấy niềm vui Dạ, em cảm ơn anh hai. Thôi, có gì mà em phải cảm ơn. Chai sữa nè, em cho cháu nó bú đi. Để anh đem mớ tả này đi giặt, rồi phụ dì Bảy dọn cơm. Chắc em đói bụng rồi phải không? Nằm nghỉ đi, anh làm một chút là xong ngay hả? Nè, con cưng, bác hai pha sữa cho con nè. Uống đi, con cưng của mẹ. Mai kìa, anh mới về. Em sanh hồi nào vậy? Con ở đầy tháng được 3 ngày rồi. Em đau bụng lâu quá, tưởng là không nổi nữa. Phải chi có anh bên cạnh. Nhưng cũng may, nhờ có dì Bảy nên sanh ở nhà. Nếu không em cũng không biết phải làm sao nữa. Con nè anh. Để nó ngủ đi. Anh mệt quá, anh muốn nằm nghỉ một chút. Vậy anh nằm nghỉ đi. Mai à, anh pha rồi nè, em lau mặt rồi ăn cơm nha. Ủa Khánh, em về hồi nào mà anh không hay vậy? Em mới về. Anh đến hồi nào vậy? Sao anh biết ở đây? Anh mới đến, dì Bảy điện cho anh. Vậy à? Từ chừng nào anh về? Anh xin phép nghỉ một tuần, nhưng bây giờ có em anh đỡ lo rồi, chắc anh về liền. Cơm mấy đứa ơi. Ủa, chồng con Mai mới về hả? Dạ chào dì Bảy. Vậy ra ăn cơm luôn. Dạ, dì Bảy với vợ chồng chú Khánh dùng cơm đi. Còn cậu? Con bận chút công chuyện. Thôi, con xin phép dì. Anh về nghe hai em. Cháu ngoan nghe. Thôi nôi của cháu à, bác đến thăm. Anh về à. Ủa, má đi đâu rồi kìa? Cửa không khóa, chắc là má không đi xa đâu. Kim Sa, vào nhà đi em. Em muốn ở ngoài này cho má. Ở đây tuy có hơi vắng vẻ, nhưng cảnh vật thật là hữu tình. À, anh Khánh. Bộ má ở có một mình hả? Nhưng anh hai cũng về thăm má thường lắm. Sao anh hai không ở đây với má? Anh cũng không biết nữa. Má ở một mình chắc buồn quá hả anh ha? Phải chi em là vợ chính thức của anh á thì em sẽ ở đây với cho vui.
anh cũng rất tiếc. Phải chi anh gặp em sớm hơn. Nếu anh gặp em sớm hơn thì giờ này chúng mình đã giàu to rồi. Anh thấy không? Em lúc nào cũng yêu thương và vâng lời anh hết. Đó, thấy đó. Số tiền đợt sau anh đưa cho em đó, em đã ký hợp đồng mua vật tư để xây khách sạn. Bởi vậy anh mới phong em làm hoàng hậu của lòng anh nè. Nhưng anh Khánh nè, em vẫn chưa lo xong giấy tờ đất và giấy phép xây dựng. Em lo đến mất ăn mất ngủ á. Tại sao chuyện giấy tờ lo không được với em? Thiếu tiền anh à. Thiếu tiền? Ừ. Tổng chi phí đã lên đến 400 cây vàng rồi. Chà. Nhưng làm sao có tiền để lo giấy tờ đây? À, đúng rồi. Hả? Anh biết cách rồi. Có cách? Ừ. Anh ơi. Ừ? Hay là anh hỏi mượn đỡ má đi. Không được đâu. Má anh làm lụng suốt đời cực khổ mới dành dụm được chút ít. Nếu lỡ mất mát thì khổ lắm, không có được đâu em à. Hơn nữa hôm nay là lần đầu anh đưa em về đây ra mắt má, thì hỏi mượn đâu có tiện. Kìa, má anh kìa. Má. Khánh. Dạ. Con mới về đó hả? Dạ. Còn ai đây? Dạ. Dạ thưa má. Dạ. Dạ con chào bác. Dạ đây là Kim Sa, bạn của con đó má. Vậy hả? Ủa sao nãy giờ về mà con không vô nhà vậy? Không mời bạn vô nhà? Dạ. Dạ tại con muốn ở ngoài này cho nó thoáng mát và ngắm cảnh vật chung quanh. Ước gì con được ở mãi nơi đây. Nếu cháu thấy thích đó, thì cháu cứ theo thằng Khánh về đây. Đâu có gì đâu cản trở. Dạ con sợ. Con sợ anh Khánh anh không có bằng lòng. Sao? Sao con không bằng lòng hả Khánh? Con. Đó, bác thấy không? Không trả lời, bỏ đi là chắc không bằng lòng rồi đó. Bác biết không? Trước đây đã bao nhiêu lần con nài nỉ với anh cho con được theo bước về quê để ra mắt mẹ già. Bởi con là kẻ mồ côi đơn độc nên rất thèm tình thương yêu đùm bọc. Trở gió vì trên đời đâu có chân từng thiên liên mẫu từ nghe qua mấy lời hiểu nghĩa của con bác thấy lòng giác vào tình cảm đâm sâu. Ôi chỉ một câu nói giản đơn mà con thấy quý hơn lụa là vàng bạc. Hồn con như nở hoa thoáng khi cơn mưa đổ dòng nước mát lên sa mạc khô cằn. Thì lòng căm giận càng sâu sắc. Con muốn có thật nhiều tiền để trả kẻ đã chà đạp khinh khi. Vậy mà giữa đường đời con vẫn đơn độc bước đi. Dù nhan sắc đẹp xinh, dù học hành con nào thua kém, nhưng con không chấp nhận sự an bài của tạo hóa. Dù may mắn vẫn trôi qua không chút mỉm cười, vẫn giữ vững ý chí vươn lên cho đến ngày gặp anh Khánh thì cuộc đời con hoàn toàn thay đổi.
Con đúng là một cô gái có nhiều nghị lực, biết vươn lên bằng sức lực của mình, không giống như kẻ chỉ biết đem nhan sắc làm điên đảo một gia đình êm ấm. Có phải vậy không Khánh? Cái thằng này lạ thật. Dạ, khoảng hơn tuần nay con thấy ảnh thay đổi nhiều lắm. Lúc trước con năn nỉ cách nào á, ảnh cũng không cho con về đây. Nhưng bỗng dưng ngày hôm qua nè, ảnh đột ngột thay đổi ý định. Và mỗi lần con nhắc đến chị Mai á thì ánh mắt của ảnh bừng lên sự giận dữ như lúc nãy á bác. Rồi cứ lầm lì không nói năng gì hết. Bởi vậy con muốn bàn với ảnh chuyện làm ăn lớn mà con không dám. Con à, con có thể nói với bác được không? Dạ, dạ thưa, thưa bác, vừa rồi con đầu tư vào khách sạn hết mấy trăm cây vàng. Bây giờ con chỉ còn thiếu có chút đỉnh à, để lo cho xong giấy tờ thôi. Nhưng mà con... Nhưng liệu chuyện làm ăn đó có trở ngại gì không vậy cháu? Dạ không. Nếu không chắc á thì con đâu dám liều lĩnh đầu tư số vốn lớn như vậy. Chỉ cần khai trương khách sạn trong 6 tháng á thì số lời đã đủ số vốn rồi. Còn khách sạn vẫn là bất động sản. Con đặt trường hợp xấu nhất á là nếu làm ăn thua lỗ, con vẫn có thể thanh lý tài sản để thu lại vốn. Còn thiếu chút đỉnh nữa, nhưng mà chạy muốn hết hơi rồi bác à. Vậy nếu con cần nhiều thì không có, chứ ít ít thì bác có. Bác có hả bác? Dạ trời, có. Dạ thôi, con muốn làm phiền bác đâu. Có gì đâu phiền, bác sẽ cho con mượn. Nè, chỉ cần hồi âm là được rồi. Bác cho con mượn hả? Bác đừng lo, sẽ tính trước. Nếu khách sạn làm ăn có lời á thì dù bác không cho con mượn tiền vàng, con cũng sẽ gửi cho bác chút ít uống trà. Vì dù sao con vẫn xem anh Khánh như là chồng của con vậy đó bác. Ừ, thôi được rồi. Thôi con nằm võng nghỉ đi nghe. Dạ. Nằm nghỉ đi để bác tính. Bác ơi, bác à, nhưng mà con sợ anh Khánh biết á thì ảnh giận con chết đó bác. Ấy không thôi đi bác. Thôi thôi. Dạ. Không sao đâu, bác không cho nó biết thì có sao đâu. Bây giờ con vào đây với bác. Dạ. Bác sẽ đưa vàng cho con liền. Rồi rồi cái tụi con nghỉ đi, bác đi làm cơm. Dạ. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Dạ đi bác. Ừ đi. Dạ. Khánh à, sao lâu quá con không về vậy? Dạ con không có rảnh, vì cứ đi công tác hoài hả. Với lại Mai nó sanh. Ủa, con Mai nó ở trển với con hả? Ủa, bộ anh này không nói cho má biết sao? Cái thằng kính miệng thiệt. Vậy mà nó re hả? Chắc anh thấy má không ưa Mai nên anh im re đó chứ. Tại sao nó biết tao không ưa con Mai? Vậy là con Mai nó tâu cáo tụi bay à? Thiệt đúng là cái thứ lẻo mép mà. Má à, má hãy bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ con muốn nói với má về chuyện của Kim Sa. Con với cô đó là sao à? Con nói thiệt cho má nghe đi. Dạ, vợ bé con đó, má thấy có đẹp không? Đẹp đi mà làm bé thật không công bằng, trong khi vợ chánh lại là con nhỏ nhà quê. Khánh à, đáng lẽ má giấu con chuyện này, nhưng bây giờ má thấy con có cô đó nên má mới nói cho con nghe. Con nên bỏ hẳn con Mai mà cưới cô này đi. Má thấy con Mai không có đàng hoàng á, anh hai mày cũng thương nó nữa đó. Má, sao má nói kỳ vậy má? Trước kia thì có thể, nhưng mà sau này thì... Má không có nói thêm đâu. Anh hai con lãnh lương á, đưa cho nó, còn viết thư cho nó y như là vợ chồng vậy. Nếu nó không quyến rũ thì làm sao anh hai con mê muội như vậy chứ.
Má thấy sai quấy, má mới đuổi nó đi đó. Phải rồi, có thể lắm. Nếu không như vậy, tại sao anh lên nuôi đẻ và đến thăm mẹ hoài vậy? Con nói sao? Anh hai mày nuôi con Mai đẻ hả? Ai mà anh chồng lại nuôi em dâu? Khốn nạn, thật khốn nạn cho tôi. Bị lừa dối hết chuyện này đến chuyện khác, làm sao tôi chịu nổi nè trời. Kim Sa, Kim Sa ơi, sửa soạn gì tỉnh liền. Coi coi sao không ở chơi sao về gấp vậy? Dù sao cũng phải ăn cơm với má rồi hãy về chứ. Thì má dọn cơm đi, nếu không á thì con đi à. Cái thằng cơm chưa chín mà sao dọn được, làm gì mà nóng nảy dữ vậy, giống như mấy cái thằng ghen à. Má ơi, má đừng có nói nữa, con muốn nghe đâu, con muốn nghe gì hết á. Cậu Khương sửa soạn về hả Mai? Dạ. Tội nghiệp, cậu ấy cưng cháu quá trời, nó lo cho cháu nó còn hơn thằng cha của nó nữa. Mai à, cháu nó đói bụng rồi đó, để anh nấu cơm cho. Em vào lo cho cháu đi ha. Nó chưa khóc mà. Anh hai cứ về đi kẻo trễ. Chút nữa về cũng được, còn sớm. Đi vào lo cho cháu đi em. Đi đi. Dạ. Phải thằng Khánh nó lo cho vợ nó được như con thì đỡ cho con Mai biết mấy. Chuyến này gặp chú Khánh, con sẽ la cho một trận, buộc nó phải bỏ con nhỏ kia mới được. Nhỏ nào? Bồ nó. Nó bày đặt có bồ gì ơi. Phải mắng cho nó mới được. Ai đời vợ đẹp như vậy, lại hiền nữa, bày đặt có giữ bé. Con nhỏ bồ của nó cũng đẹp lắm dì Bảy ơi. Nghĩ cũng lạ, thằng Khánh nó thua con đủ mọi mặt, mà nó có hai ba cô, còn con sao không có cô nào vậy? Con có rồi, tại vì không biết chứ. Đẹp cỡ con Mai không? Dạ cỡ vậy đó. Anh hai ơi. Ừ? Ủa anh mới về. Nè, tôi nói cho mấy người biết nghe chưa, từ đây về sau tôi cấm mấy người không được gặp nhau, nếu không thì đừng có trách. Khánh, em vừa nói cái gì? Mà anh không được hiểu. Anh Khánh, anh hãy nói rõ đi, em đã làm gì không đúng? Tôi đã nói quá rõ ràng và mấy người đâu có điên, phải không? Tôi cấm cô quan hệ với hai Khương, nếu không tôi sẽ giết chết cô liền. Nhưng em đã làm gì khiến anh phải để giả hoài nghi? Tại sao mày dám nghĩ quấy cho anh? Chuyện đó là của hai người thì hai người phải biết rõ hơn tôi. Đúng là má tin tưởng hơn tôi. Tôi hỏi anh nè, nếu anh không có gì với vợ của tôi thì tại sao anh nuôi vợ tôi đẻ? Anh trả lời cho tôi biết đi. Con của anh này là con của tôi. Hả? Trời ơi, phải chăng anh là người dân nước lã? Tôi sẽ giết chết anh đó. Mày ăn nói như vậy đó hả thằng khốn? Mày không được nói bậy. Tao cấm mày. Đinh, tôi mới là người ra lệnh cấm nè. Tôi cấm anh, tôi cấm anh từ đây về sau anh không được gặp mặt vợ của tôi. Được, nhưng mày phải chứng minh chuyện bất chính giữa tao và Thím Mai. Má để cho tôi biết rõ điều đó, và bằng chứng là đứa con này nè. Trời ơi, khốn nạn. Anh đánh tôi hả? Đánh tôi phải không? Khốn nạn nè. Trời ơi, trời ơi, buông ra đi. Khánh, buông ra. Trời ơi, có tao ở nhà mày mà, mày nói bậy lắm. Buông ra, anh Khánh. Tôi lại anh mà, anh đừng đánh anh ha.
Buông tôi ra. Buông ra. Buông ra. Buông ra. À! Trời ơi. Trời ơi. Chết con Mai rồi. Khánh, mày ra khỏi nhà tao ngay. Đi. Trời ơi Mai ơi Mai. Nếu mà từ đây, từ đây về sau hai người còn gặp mặt nhau nữa thì đừng có trách tôi đó. Cậu Khương, phụ tôi một cái. Mai, tỉnh lại đi Mai. Mai. Mai à, có sao không con? Chồng mày ăn nói hồ đồ quá đi. Con xin dì tha lỗi cho tụi con. Yên tâm đi, con không có lỗi gì hết á. Dì không có giận con đâu. Anh hai, anh hai nên đi về. Em chỉ xin sau này đừng tìm đến gặp em mà lụy phiền có anh. Ôi đớn đau quặn ngàn, kể từ đây dứt câu thâm tình. Và dẫn em vì những lời nói vừa rồi. Mai ơi, nếu còn được dẫn được hờn em thì đối với anh là đỉnh cao hạnh phúc. Nhưng từ đây bao niềm vui sống phải đành quy phục để nhường cho đau khổ lên ngôi ngự trị đến lúc tuổi xuân. Nguồn ăn ngồi qua đơn sơ mà giờ cũng còn. Mái ơi bây trời già cái nghiệt, nên đưa đẩy anh với em vào hoàn cảnh trớ trêu. Định mệnh gì đâu mà sao quá hẩm hiu. Thôi thì cố gượng đánh liều cùng số phận. Rồi đây đường tương lai nhiều gian nan lận đận, ai đỡ ai nâng mỗi kẻ một phương trời. Dì cũng khổ tâm hết sức, làm chồng gì mà vợ sinh không hay. Con này tháng hồi nào không biết, đã vậy mà còn. Dì bảy đừng nói nữa. Nếu thương Mai, từ nay dì ráng chăm sóc cho Mai. Những chuyện không nên nói, con xin dì đừng nói. Anh hai, những gì không nên nói, em đây đã hiểu. Em cảm ơn anh có lòng lo lắng cho em. Trong cái cảnh hững hờ tẻ lạnh vui chăng, em đã thấy được sự phũ phàng thay đổi. Nên đã bao đêm lệ nhòa trên gối, tiếng khóc của con khờ làm đau nhói tim em. Cuộc đời của em đã bao phen chìm nổi, nên đã dần quen với khổ lụy ân tình. Đành thôi một kiếp qua Mai đừng nói vậy. Anh tin rồi có ngày chú Khánh hồi tâm sẽ thấy được bổn phận một người chồng mà quay về lo lắng cho mẹ con em. Vậy rồi từ nay cậu không tới đây nữa hả cậu Khương? Để em tôi được yên lòng và để cho Mai đừng bị đắng cay nặng nhẹ.
Nhờ dì chăm sóc mẹ con Mai cẩn thận nghe dì bảy. Cậu không dặn thì tôi cũng làm như vậy mà. Anh hai, anh cứ yên tâm đi. Dù anh Khánh có thế nào đi nữa, em vẫn phải cố gượng sống vì con của em mà. Anh đi nghe Mai. Dạ, anh đi mạnh giỏi. Con đi nghe dì bảy. Có gì tôi sẽ viết thư cho cậu, cậu đừng lo. Anh hai. Dì biệt. Khương, con đi bây giờ à? Trước khi con đi xa, con gửi má số tiền này. Sao con đưa cho má quá vậy? Vì chắc lâu lắm con mới về mà. Nhưng tại sao con lại đi xa? Con ở lại không được sao con? Tại con muốn đi xa để... Cũng con Mai nữa phải không? Má, trước tiên con xin lỗi má. Nếu con có nói gì sơ sót, má hãy bỏ qua cho con. Nói gì thì cứ nói đại đi, rào trước đón sau mà làm gì. Con Mai nó toan hót gì nữa đó. Má, từ hồi nào tới giờ tánh ý con thế nào má cũng biết. Sao má nói với thằng Khánh là con bậy bạ với Mai chứ? Thằng Khánh nó làm gì con mà con hỏi má câu đó. Nó hỗn hào với con và đánh lộn với con. Nó còn hành hạ Mai nữa. Mai. Hứ, lúc nào cũng mai. Rồi anh em mày á, vì một đứa bá dơ mà đánh nhau. Mày làm như trên thế gian này hết đàn bà cái vậy. Con không biết Mai có lỗi gì mà má khắt khe, trong khi trước kia má rất thương cô ấy. Tại vì nó đã cướp mất hai đứa con của má. Má,
Sao má lại nói vậy? Khương, con biết không, sự hiện diện của con Mai ngày từng ngày đã làm lòng má quặn đau như kim châm muối sắc. Vẫn căn nhà cũ, vẫn mẹ, vẫn con, mà sao sự đầm ấm vui tươi đã mất mát không còn. Sống cùng các con mà má thấy đớn mỏi mòn. Con Mai đã làm cho hai đứa con trai của má trong lòng đã mất rồi hình bóng của người mẹ thân. Người mẹ đã chịu biết bao khổ cực, nuôi nấng con khờ phí bỏ cả tuổi xuân. Vậy mà khi con mình đã toại bước công danh, chỉ một cô gái mà xem nhẹ chữ sinh thành. Má đừng nói vậy mà tội nghiệp cho con. Con lúc nào cũng thương yêu má, kính trọng má như ngày nào. Nhưng gì yêu con Mai nên con làm cho má buồn tủi phải không? Lúc trước thì con có nhiều tình cảm với Mai, còn bây giờ thì đậm đà hơn chứ gì. Má, con làm gì lỗi đại? Không có à? Nếu không thì tại sao con heo tàn ủ rũ bỏ mẹ già cuối cuối để ra đi? Con ơi, má đã trải qua khoảng đời bất hạnh nên bao nhiêu tình thương mà dành hết cho hai con. Vậy mà tụi con đã chắc chiêu cho nó từng cử uống chiều, từng gói quà ngọn, không nhớ đến bà già này còn đang sống. Cũng vì nó mà hai con trở thành thù nghịch, làm sao má không buồn, không giận, không đau? Rồi nay cô lại bỏ bao ước mơ cao đẹp để sống đời vô vi tâm thương. Má, xin má hãy hiểu cho con và đừng giận. Má đừng nghĩ là con bất hiếu. Má rất quan trọng với con, nhưng con khổ lắm. Khương, nếu thật sự con còn thương yêu kính trọng má thì con đừng đi. Con phải đi một thời gian để quên chuyện đau lòng này. Nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, con cũng quyết ra đi. Con vì nặng tình đứa con gái mà bỏ nơi này ra đi, đi tìm quên lãng. Còn má, nỗi đau tuyệt vọng đang dày vò vì hai đứa con trai, niềm an ủi cuối cùng đã quay lưng ngoảnh mặt, thì má làm sao để mà sống nổi đây? Làm sao để mà lãng quên đi chứ? Xin má hãy thương con, đừng nói gì thêm cho con khó xử. Thôi được rồi, con cứ đi đi, cứ mặc xác má. Má, chúng
người vợ bất đắc dĩ. Hai mẹ con như chim bị nhốt trong lòng, và người ta nhẫn tâm cắt đi đôi cánh. Còn anh Khương, anh Khương giờ này không biết anh ở đâu. Mai, Mai, suy nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? Sao không vào trang điểm thay quần áo đi? Muốn bàn với anh một chuyện. Chuyện gì? Mình hãy rời khỏi ngôi nhà này đi anh. Tiền gửi ngân hàng có thể mua được một căn nhà khác mà. Tiền trong ngân hàng là của tôi. Tất cả đều do tôi tạo dựng. Tôi cấm cô cái chuyện thờ dạy. Không được lấy tiền để mua nhà riêng. Nhà đã có sẵn sao không chịu ở cho yên. Lại ngu ngốc lấy tiền ra. Như vậy sẽ mất tôi khoản tiền lời của tôi. Anh hãy nên suy nghĩ lại. Thật ra thì em rất khổ tâm khi em phải nói chuyện này với anh. Là còn ở đây ngày nào em chẳng được yên thân. Em nói sao mà nghe lạ vậy? Ở trong ngôi nhà sang trọng mà chẳng yên thân. Vì chú Phong cứ luôn ve vãn em khi anh vắng nhà, chú cứ đến đây luôn. Em phải biết chiều lòng người ta chứ. Em cũng thừa biết chú Phong là khách hàng lớn và sợ nhất của công ty, và cũng là ân nhân của anh mà. Chú hứa sẽ sang tên ngôi nhà này cho anh, và còn hứa giúp đỡ cho anh nhiều hơn nữa để tạo dựng sự nghiệp. Anh muốn em phải chiều lòng, mà chiều bằng cách nào? Thì tự em phải biết chứ. Em nghe người đời người ta thường nói hay sao? Chồng khôn á, vợ đặng đi hài. Vợ khôn mà chồng đặng có ngày làm quan. Hai câu đó thật đúng với hoàn cảnh của mình hiện tại mà. Không lẽ em phải chịu để cho chú ấy ve vãn em sao? Như vậy thì còn gì là danh dự của anh và em nữa? Ấy, anh lại thấy đó là lợi thế của chúng ta. Em phải biết khai thác chứ. Anh Khánh, bấy lâu nay em nghe lời anh nói ngon nói ngọt để đưa đẩy với chú Phong là bởi vì chú ấy đã bỏ ra một số tiền quá lớn để anh khỏi bị ngồi tù vì cái tội tham lam công quỹ. Nhưng nếu vì có mà chú ấy muốn xúc phạm đến em thì không có được đâu. Rồi bây giờ sao? Em trách anh đó phải không? Anh làm tất cả là để có nhiều tiền lo cho má và mẹ con em. Trời ơi, thật là khốn nạn cho anh. Vì quá tin Kim Sa nên từ chủ nợ anh trở thành một con nợ của cô ta. Nhưng em yên tâm đi, rồi đây anh sẽ vạch trần mọi thủ đoạn và lấy lại những gì anh đã mất. Chỉ cần một điều, em đừng bao giờ để lộ ra tiền anh gửi ngân hàng, và giữ chặt quan hệ tốt với chú Phong thôi. Mai à, anh đã rút được một bài học kinh nghiệm ở đời là hiền thì bị thiệt đó em à. Vì quan niệm như vậy nên bây giờ anh muốn bán rẻ phẩm hạnh của em phải không? Mai, gì đâu bán rẻ phẩm hạnh dữ vậy. Dù sao thì ở rồi. Nếu như em cắt đứt quan hệ với chú Phong thì liệu chú có để yên cho anh không? Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn hơn đó em à. Em không muốn làm một người lừa dối. Thà sống thanh đạm như trước kia, dù là không có tiện nghi sang trọng, nhưng bình yên và lương tâm thanh thản. Anh Khánh, em sẽ rời khỏi nhà này, và em chấm dứt quan hệ với chú Phong. Cô em đi. Tôi cấm con nghe chưa? Tôi cấm con không được quyền đi đâu hết á. Anh không có quyền cấm cản tôi. Tôi có quyền, tôi có quyền vì cô là vợ của tôi. Nhưng anh không có quyền làm nhục tôi. Tôi sẽ ly dị. Cái gì? Đòi ly dị à? Đưa đơn đi. Đưa đơn đi. Cho dù cô có đưa đơn tới đâu đi nữa cũng không ai xử đâu. Không ai giải quyết ly hôn khi tôi nói rằng tôi còn rất yêu cô. Nhưng tôi không yêu anh. Phải, tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Không yêu tôi. Cô yêu ai?
yêu ai? Nói tôi không yêu ai hết. Khó nói lắm phải không? Bởi vì người cô yêu chính là anh Hai Khương phải không? Không, anh không đủ tư cách để nói đến anh ấy. Phải rồi, với cô thì anh Hai Khương là ngọn núi cao, còn tôi là hòn sỏi nhỏ nhoi hèn mọn. Nên bao năm sống bên tôi mà hồn cô để tận đâu đâu. Ngày đầu gặp cô trái tim tôi xuyên sao rung động, trước vẻ đẹp hồn nhiên và tiếng cười trong trẻo vô tư. Không dằn được lòng mình, tôi nghĩ cách chiếm đoạt cô. Những tưởng mình là kẻ diễm phúc nhất trên đời vì được nghỉ sống bên cô. Nhưng mà không ngờ, nhưng từ đó đến nay đạo vợ chồng tôi luôn dư dẹn. Nhưng cô quá vô cảm cách xa nên tôi mới bê. Không đúng, anh là một người chồng không chung thủy. Anh chỉ ưa thích cái đẹp bên ngoài, không chuộng vẻ đẹp trong tâm hồn, nên anh mới dễ dàng nghiêng ngả trước tiền tài và sắc đẹp. Hay, nói hay ghê vậy đó. Cô thông minh ghê. Phải, tôi dùng cô làm nấc thang để tôi đạp lên đó mà đi lên đỉnh lợi danh đó. Tôi khinh bỉ anh. Anh là một người chồng tồi tệ, vì tiền tài danh vọng mà bán rẻ vợ mình. Tồi tệ, anh quá tồi tệ. Phải, tôi tồi tệ. Tôi cứ chửi nữa đi. Nè, nhưng mà sự tồi tệ của tôi có thể được thứ tha đó cô à. Không ai thứ tha cho kẻ ham tiền làm nhục vợ. Người ta không thứ tha cho kẻ ham tiền làm nhục vợ thì liệu họ có bỏ qua cho kẻ sát nhân không? Anh vừa nói trúng tủ rồi phải không? Xanh mặt rồi chứ gì. Đừng giả vờ nữa. Cô giết người rồi bỏ trốn phải không? Anh đừng đặt điều vu khống tôi. Đặt điều vu khống à? Chờ đó nha. Đây, tôi không tình cờ lấy tờ báo cũ đăng tải tin kẻ giết người rồi bỏ trốn có in rõ hình của cô. Thì tình thắm vợ chồng đâu có đến nông nổi này. Này, cô xem đi. Trời ơi, nếu đổi lại là tôi thì cô có thể yêu thương trân trọng kẻ đã giết người hay không? Cô Mai, cô đâu biết là tôi đã đau khổ như thế nào. Trong khi cô tự cho mình là người thanh cao trong sáng, rồi hôm nay cô lại lên mặt dạy đời và dám buông lời xúc phạm đến tôi. Tôi hận cô. Tôi hận cô. Tôi hận cô vì những dòng chữ kia như lưỡi hai tử thần đã giết chết niềm tin khi ngưỡng cửa cuộc đời vừa rong mơ. Từng phút từng giây nỗi đau thấm vào hơi thở, nên tình cảm trong tôi đông cứng từ bao giờ. Đường đến tương lai mong manh như là hận thù nhau. Bấy lâu nay tôi vẫn căng răng ôm lấy nỗi đau, cô dành lòng để mong cô ngày sẽ tha thứ. Tôi bù cô đầy đưa mắt môi tình tớ đấy, đại đoạ cô như bị đoạ đài. Vết thương cũ còn đang nhức nhối tâm can, thì lời xúc phạm như lưỡi dao cắm vào cho rỉ máu. Phải, tôi là kẻ bất lương vô đạo, nhưng vẫn nhân từ vì không.
anh Khánh. Tôi không cố giết người, tôi không phải là kẻ sát nhân. Tôi biết nói sao cho anh tin là tôi vô tội. Tôi xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Muộn rồi, quá muộn rồi. Nếu trước kia cô thành thật nói ra thì giờ này sự thể đâu đau đớn như thế này. Thôi, bây giờ thì cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Chú Phong đang chờ đó. Trời ơi, có lẽ số phận trớ trêu nên tôi khiến nỗi khổ này tiếp nối đoạn trường kia. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây. Gần 20 năm dài, mẹ đã lao khổ vì con, chắc chiêu nuôi con ăn học đến thành tài. Nhưng khi đạt thành ý nguyện, thì mẹ đã khuất bóng. Mẹ ơi! Ai đó? Anh đây, Mai. Tại sao anh mở cửa nhà vào được? Anh có chìa khóa. Anh có chìa khóa? Phải. Sao anh lại có? Thì mẹ em trao cho anh. Mẹ tôi? Đúng, mẹ em đưa nè. Anh nói nghe lạ thật. Mẹ tôi mất gần cả tháng rồi. Anh nói gì tôi không hiểu. Em không hiểu cũng phải thôi. Chìa khóa này mẹ em trao cho anh khi người vừa ngã bệnh. Tại sao mẹ tôi lại trao cho anh? Tại vì mẹ em đã xem anh như người thân kẻ thuộc trong nhà. Và muốn sau này mình sẽ mãi bên nhau, vui buồn sang sẽ đối trao, cùng đắp xây hạnh phúc lâu dài. Xa hội hôn chen mà không có thân thích họ hàng. Nhưng sao chuyện này tôi chưa một lần nghe nói đến. Không lẽ có uẩn khúc gì mà mẹ tôi cố tình che giấu? Mai à, em quả thật thông minh, đúng là bác nghi có điều có nói. Nhưng như tất cả chỉ vì quá thương em nên người chẳng muốn em bận tâm. Anh nói như vậy có nghĩa là Mai, nghĩa là từ lâu bác đã mang chứng bệnh ngặt nghèo nhưng cố giấu, vì sợ Mai trăn trở lo âu. Rồi lãng sao học dân khi chỉ còn năm cuối để thi tốt nghiệp ra trường.
thời gian dài bác đã quẳng mình đau đớn, thân xác heo tàn vì nhịn thuốc nhịn cơm. Vậy mà bao nhiêu của tiền dành dụm bấy lâu cũng hết sạch theo từng cơn bệnh nhất sinh thập tử. Trong đôi mắt ưu tư mỏi mòn ngày đời đẫm luôn nhìn anh như nghe khẩn thiết gian cầu. Phải chi anh cho tôi hay sớm để em bỏ học bỏ thi à? Năm nay không thi được thì chờ năm khác. Con mẹ mất rồi, biết bao giờ mới tìm kiếm được đây. Mẹ mai, nếu em hiểu được niềm hy vọng của bác và anh thì sẽ không muốn lời hờn trách, bởi bác muốn em được thành nhân chi mẹ. Nên gian xin anh bỏ tiền ra để lo lắng cho em tất cả chi phí sách vở áo quần và tiền bạc tiêu xài. Anh đã chu tất kể từ lúc em vào đại học. Cho nên anh đặt điều kiện với mẹ tôi chứ gì? Mai đừng giận anh em à. Vì em cũng biết là anh đã yêu em từ lúc mình còn ngày chung ngày lớp chung trường. Từ khi em thi đậu rồi lên thành phố học thì ở nơi đây anh luôn luôn thương nhớ em và mong đến lúc nghỉ hè em về thăm mẹ để anh được nhìn thấy em, cho bỏ những tháng ngày nhớ thương mong chờ đó Mai à. Anh Trường, em nghĩ là... Em nghĩ anh là kẻ ý mình giàu sang quyền thế có phải không? Là kẻ ăn chơi phóng túng nên em sợ chứ gì? Có lẽ đó là một nguyên nhân. Trời ơi! Cũng như cha mẹ tôi, từ một đôi vợ chồng nghèo rất hạnh phúc, nhưng khi chuyện làm ăn phát đạt, có tiền, có thế, thì cha tôi thay lòng đổi dạ, đem hết sự nghiệp dâng cho người tình mới, để mẹ tôi một đời khổ sở. Mai à, em đừng lấy chuyện của cha mẹ mà từ chối anh. Hơn nữa, anh đã thay em săn sóc cho mẹ khi còn đau ốm. Và ngôi nhà này, nếu không có anh thì em đâu còn chỗ để thờ mẹ nữa. Công ơn của anh, tôi nguyện ngậm dành kết cỏ. Nhưng chuyện hôn nhân thì... Mai, em đã quên hết rồi sao? Những năm cuối cùng của trung học, em đi về luôn có anh đón đưa. Dù cho ngày nào cũng gặp, nhưng mỗi lần gặp em thì trái tim của anh rung động, tiếng lòng anh rộn rã. Anh không tin là em không cảm nhận được tình yêu tha thiết của anh. Rồi khi đêm xuống mênh mông, anh thấy tâm hồn niềm riêng gia diêm, thầm mong ta bước chung vui, duyên thăm muôn đời không thể rời xa. Xin gửi trao cho nhau năm. Anh Trường, em không thể từ chối được. Anh làm tất cả những chuyện đó chỉ vì yêu em mà thôi Mai à. Nhưng chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng được. Tôi xin anh. Thôi, anh không đủ kiên nhẫn để nghe em từ chối nữa. Kể từ bây giờ em phải thuộc về anh. Mai, lại đây. Đến với anh đi Mai à. Không, tôi xin anh. Không, tôi xin anh. Không có gì đâu Mai à. Anh đừng làm tôi sợ. Hả? Sợ à? Có gì mà em phải sợ. Lại đây, anh chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. Đến đây với anh Mai. Mai em, đến đây Mai. Anh đứng Mai. Lại. Anh đứng lại. Thì Mai, nếu anh đến gần tôi, anh đừng có trách tôi. Ừ.
Sợ sợ sệt run rẩy như vậy thì làm sao mà giết người cho được. Mà có gì đâu mà em phải giết. Bỏ dao xuống đi Mai à. Đến đây với anh Mai. Đừng. Em đến đây với anh đi Mai. Mai hả? Anh đừng bước tới. Hả? Em không dám giết anh đâu. Bỏ dao xuống đi Mai à. Đây nè, nghe anh nói anh nè Mai. Anh không được bước tới. Mai. Anh nghe chưa? Anh không được bước tới. Bỏ dao xuống đi Mai à. Mai. Anh buông tôi ra. Đưa con dao đi cho anh. Buông ra. Đưa con dao đi cho anh mà. Buông tôi ra. Cô kiếp. Không. Không. Tôi không có giết người. Không phải tôi giết người. Không. Tôi không thể bị bắt. Tôi còn có cô của tôi. Tôi không thể bỏ nó bơ vơ khi nó hay còn thơ dại. Con ơi, má sẽ đến trường đón con. Má con mình phải tìm một nơi vắng vẻ nào đó mà lẩn trốn. Má sẽ nuôi con cho đến ngày con khôn lớn nên người. Rồi má sẽ đi tự thú. Má không thể bỏ con trong lúc này đâu con ơi. Chị Mai ơi. Chị Mai. Ủa, chị Mai định đi đâu vậy? À không, lâu lâu chị hay soạn đồ đạc vậy thôi. Vậy à, Khánh đâu chị? À, anh vừa mới đi đó em. Chị Mai, chị... Có chuyện gì không? Sao em có vẻ ngập ngừng vậy? À, xin lỗi, còn đây là... Đây là Thông, ở chung với chỗ anh Khương. Còn đây là cô Mai, người em muốn tìm đó. Chào chị Mai. Em muốn gặp chị à? Có chuyện gì không em? Chị Mai. Anh Khương. Anh Khương thế nào? Anh Khương. Anh chết rồi. Cái gì? Em nói gì? Anh Khương, anh đã chết thật rồi chị Mai ơi. Không. Không. Chị Mai. Chị Mai. Bình tĩnh lại chị Mai. Anh Hai ơi. Anh Hai. Trong một chiều nhạt nắng giữa rừng sâu quang vắng tiêu điều, trời đất cũng buồn ảm đạm tươi đưa. Tại sao anh lại ra đi? Tại sao anh bỏ những người thương mến anh? Anh ơi, trước lúc ra đi anh gọi Sao anh Khương chết? Em nói rõ cho chị nghe đi. Tại sao anh Khương chết? Cách đây hơn một tháng, anh bị tai nạn bất ngờ trong lúc đang khai thác gỗ. Dù được chạy chữa tận tình, nhưng sức khỏe của anh cứ mỗi ngày thêm suy kiệt.
Em định đưa anh đi bệnh viện, nhưng anh nhất định không cho. Anh Hai, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại coi rẻ sinh mạng của mình? Anh tuyệt vọng điều gì đến nỗi anh coi thường sự sống hả anh Hai? Suốt 4 năm làm việc ở lâm trường, anh cứ lặng lẽ âm thầm như hình cây tượng đá. Ai hỏi gì anh cũng không chịu nói. Mãi đến hôm anh sắp sửa ra đi, em mới được nghe anh kể một tâm sự não nề, một tâm sự riêng tư đã tàn phá tâm hồn anh suốt mấy năm dài đằng đẵng. Nông nỗi này mà anh còn nói không sao nữa. Đưa anh đi bệnh viện anh cũng không cho. Càng ngày càng kiệt sức đó anh biết không? Anh đã nói là anh không sao mà. Thôi thôi, để em dìu anh vô trong nằm nghỉ, rồi em đi hâm lại nồi cháo cho anh ăn, đặng còn uống thuốc nữa. Đi anh. Đừng, em hãy cho anh được ngồi ở đây. Sao bỗng dưng hôm nay anh lại thèm được ngắm nhìn lá hoa cây cỏ, thèm được nghe con hát ru em, thèm được ngắm hoàng hôn ảm đạm khói sương rừng, thèm ngọn gió hắt hiu đáng thì thầm báo tâm sự, như một kẻ sắp ra đi làm thân diện sư, muốn ôm trọn khung trời kỷ niệm giữ trong tim, dệt lời ru cho say giấc em đêm.
anh đang khổ đau nhiều mà không thể nào sớt chia. Tâm anh kia anh xem là bao vật, nhưng nó đã làm anh sơ xác linh hồn. Nó là chút an ủi sao cùng cho một quãng đời đau thương. Anh ơi, nếu như vẫn còn thương thì tại sao anh không về nơi hẹn cũ? Tìm bóng hình xưa đêm ngày anh ấp ủ cho kỷ niệm ngày xanh ấm lại chút hương. Tấm ảnh này không phải là ảnh của vợ con anh. Vì sao anh cứ ôm giữ nó, anh cứ nâng niu nó như là báu vật thiêng liêng của đời anh vậy? Ừ, thì đối với anh, nó là một báu vật thiêng liêng vô giá. Anh có thể quên bỏ đi tất cả, nhưng tấm ảnh này lại là máu thịt của đời anh. Nó cho anh từng hơi thở, từng nhịp tim dịu dàng trong thổn thức xót xa. Thông ơi, ở ngoài đời họ là của người ta, nhưng trong dư họ là của anh mãi mãi. Và nó sẽ là một niềm đau êm ái theo cuộc đời anh cho mãi đến sau này. Rồi khi sáng chiều sải ngủ dưới tàn cây, trăng không sáng cho trời mấy thêm u tối. Hồn anh cũng yên giấc say vùi, cay đắng ngâm trả lại thế nhân. Nhưng anh là ân nhân của đời em, anh đã thương yêu dìu dắt em suốt 4 năm qua. Anh bênh vực và dạy dỗ em để em được làm việc, được khôn ngoan trong cuộc đời đầy cạm bẫy. Em không thể để anh chịu đỏ đầy trong tuyệt vọng này mãi được đâu anh Khương à. Vậy thì em phải cố mà trưởng thành, phải vững vàng trong cuộc sống, để nếu như anh không còn nữa thì... Không, anh không được nói như vậy. Anh không được buông xuôi. Anh phải sống, anh phải sống. Anh không được bỏ em, anh Khương à. Anh chỉ nói vậy thôi mà. Bây giờ em đã khôn lớn, em phải biết tự lập, không thể dựa vào người khác mãi được đâu. Em hiểu. Nhưng mà em không muốn nhìn thấy anh bi quan như vậy. Anh biết dạy em phải cố gắng, phải vững vàng. Anh dạy em được, mà tại sao anh không làm được hả anh Khương? Vì anh không làm được nên anh không muốn em giống như anh. Đừng dựa vào nhược điểm của người khác để biện minh cho hành động của mình. Anh muốn em phải khác anh. Anh muốn em được yên vui và hạnh phúc. Em hiểu chưa? Hả? Em hiểu chưa? Anh Khương, em xin lỗi anh. Anh đừng giận mà có hại cho sức khỏe. Thôi anh vô nhà nghỉ đi, sắp tối rồi đó anh. Có nghĩa là hoàng hôn sắp tắt, có nghĩa là sắp kết thúc một ngày vô vị của đất
ảnh ra ngoài kia kìa. Anh muốn ngắm một lần cảnh hoàng hôn đang hấp hối. Không, anh phải theo em vô nhà nằm nghỉ. Một chút thôi mà. Nhưng bây giờ trời lạnh lắm anh biết không? Đừng cãi lời anh. Anh Khương, nếu em không giúp anh thì anh sẽ tự đi một mình. Anh Khương, anh Khương, anh Khương, anh có sao không anh Khương? Mau, anh Khương, anh Khương ơi, anh sao vậy? Anh sao vậy anh Khương? Tâm hình dính đầy máu rồi. Gương mặt của Mai dính đầy máu rồi. Chùi nó đi, chùi nó giùm anh đi. Đừng để gương mặt của Mai dính đầy máu đó. Chùi nó giùm anh đi Thông ơi. Anh bỏ nó đi. Cũng tại vì nó, tại vì nó mà anh ra đến nông nổi như vậy nè. Anh không được giữ nó. Anh để em xé nó đi. Anh để anh xé nó. Đừng, đừng Thông ơi. Xin em đừng xé vụn trái tim anh. Chào đón buổi bình minh. Đối với anh, có lẽ bình minh sẽ không bao giờ đến nữa. Không, anh đừng nói vậy. Anh sẽ không sao đâu mà. Phải rồi, anh sẽ không sao hết. Anh sẽ thật sự không còn đau khổ nữa. Anh sẽ bình yên trong anh Khương. Anh Khương, anh đừng làm em sợ mà anh Khương. Để em đưa anh vô nhà nằm nghỉ rồi em sẽ anh Khương. Anh sao vậy nè anh Khương? Anh Khương, anh Khương ơi, anh Khương đã chết rồi. Anh Khương ơi, anh Khương ơi, sao anh nỡ bỏ em? Anh Khương ơi, anh Khương. Anh Khương, Khương ơi, em nghe nhức nhối tâm can khi
dành cho em tình thương vết bằng niềm bi ai thống khổ. Bởi thuyền tình chơi vơi ngược dòng bến đổ nên phải chìm đắm rã tan khi phong vô quay cuồng. Nỗi đau tương đã vùi sâu giờ lại bị khơi nguồn, trong khi anh âm thầm buồn ba đêm thời gian lạnh lùng buông thả trôi đi thì em vẫn vô tâm với mối tình xưa ngậm đắng nuốt cay tuổi mình sao phân bạc. Ai khiến xui cho ai mảnh đời tan tác tử biệt sanh ly đến thác cùng dương sầu. Nay Khương đã ra đi vùi chôn niềm đau gian dở, duyên kiếp đã phân ly sinh nên đau khổ thêm chi. Người đi vào vô vẫn thầm mong ai sống trong an lành, còn chút gì vẫn dương xin cầu cho anh tận tường ánh mắt nhìn em say đắm khi cảm nhận được tình anh như biển rộng thì giữa đôi ta là bể hận trời sâu. Em không biết việc làm của em là đúng hay sai, nhưng em thấy mình có bổn phận trao lại cho chị tiểu vật này để cho chị hiểu được một niềm đau âm thầm căm lặng. Chị sẽ giữ lấy kỷ vật đã thấm dòng máu đỏ, máu của một tình yêu cao đẹp mở ban sơ. Chị Mai ơi, nếu như ước nguyện sau cùng của người đã khuất là muốn cuộc đời của chị được hạnh để cho sầu khổ dần nguôi, để xứng đáng với tình yêu và bổn phận. Cứ coi như là một lần khóc mê hận rồi quên đi theo năm tháng vô tình. Đó cũng là cách để chỉ xoa dịu niềm đau cho một linh hồn đã chịu quá nhiều ngang trái. Để đêm đêm khi gió lòng bến đồi, hồn anh không thấy bao ngậm ngùi xót xa. Bây giờ mồ của anh Khương ở đâu? Anh Khương đã được đưa về nhà chôn cất. Bác gái có nhờ em nói lại với chị rằng bác rất hối hận vì quá ích kỷ hẹp hòi nên đã gây nhiều mâu thuẫn để dẫn đến thảm trạng hôm nay. Và cũng báo với chị một tin mừng, cơ quan điều tra đã làm sáng tỏ vụ án. Vì tự vệ nên chị mới phạm tội ngộ. Chị đã vô tội rồi đó chị Mai. Có thật vậy không em? Dạ, họ có đăng báo mời chị về để hoàn tất hồ sơ vụ án đó. Bây giờ chị tính sao hả chị Mai? Chị muốn về nhà, chị muốn được thắp trước mồ anh Khương vài nén nhang để linh hồn anh được ấm áp và bình yên mãi mãi.
về chúng tôi sẽ đưa chị đi. Có lẽ anh Khánh cũng sắp về rồi đó chị. Mình đi chị Mai. Đi em. Khương ơi, lỗi lầm là do má, do má hết Khương ơi. Lòng ích kỷ nhỏ nhen và sự cố chấp của má đã gây cho con biết bao là sống vô. Má đưa đẩy cuộc đời của anh con và con Mai vào bế tắc. Má có tội với các con nhiều lắm. Má không có tội đâu. Mà con nè, tất cả là do con. Con đã bóp nát trái tim của anh hai. Con đã giết chết một tình yêu vừa chớm nở. Con hèn hạ, con bỉ ổi, con chiếm lấy thân xác của Mai, cướp lấy Mai làm sở hữu. Rồi trời ơi, khốn nạn cho tôi, con lại hờn ghen vô cớ hành hạ vợ con. Đài đọa anh mình trong hận thù cay đắng. Con là một đứa em bất nhân bất nghĩa. Con đang chết. Con đang chết lắm má ơi. Con đang chết lắm má ơi. Khánh, con ơi, chính con đã gieo hạt giống đoàn trường, làm đau điên một mảnh linh hồn trong bão tố dập dồn. Cho đến ngày ra đi, anh hai ơi, chắc trong lòng anh hận quán đầy dơi mà không thể tốt nên lời, nên mới âm thầm xuôi tay. Con ơi, muốn thương con lần nữa để má đem hơi thở của cuộc đời và lẽ sống để đền hồi cho con hạnh phúc yên vui. Nhưng giờ con ra đi con thù ghét bản thân mình, đã làm cho thâm tình cách ngăn. Anh hai, anh hai không phiền không giận gì ai đâu. Xin má và anh đừng tự trách mình nữa. Mai, em về phải không Mai? Em đã biết hết rồi. Biết cả chuyện anh lén em về đây một mình, vì anh sợ em sẽ không chịu nổi. Mai à, Mai ơi, má hối hận lắm con à. Má không biết làm sao đây con, và vong hồn thằng Khương tha thứ cho má. Má, chuyện đã qua rồi, má đừng nhắc nữa. Má, con xin phép má, con xin phép chồng con, cho con được thắp trước mộ anh hai vài nén hương ấm cúng, và xin cho con được phép thọ tang, quỳ trước mộ anh một lần duy nhất trong đời, và được khóc cho vơi bớt ngậm ngùi.
và cao đẹp, đã chấp nhận hy sinh trong lặng lẽ. Đáng để cho chúng ta mãi mãi tôn thờ. Nó rất vui lòng tự tay mình mang dành khăn tang trắng cho. Mang dành trắng ấy cho em rồi. Em cứ ở đây tâm sự với anh hai những gì chưa kịp nói. Má, con đưa má vô nhà nghe má. Má vô trước nghe mai. Anh hai ơi, em đi nghe anh hai. Khương ơi, em đã quỳ trước mộ anh đây. Anh có nghe những lời em nói không hả anh? Anh Khương, giờ đây là nén hương khấn nguyện, xin cầu cho anh được ngủ thẳm sâu thắt theo từ xa vẳng lại tiếng chuông hồi. Muốn tìm quên nhưng không quên được em rồi. Đà Lạt núi đồi vẫn lắng lờ muôn thuở như tình đơn còn mãi chờ. Em như giọt sương lóng lánh trên nguyên, anh chỉ được nhìn chứ không được quyền với tới. Lòng vẫn lòng hãy cố quên đi, nhưng càng muốn quên thì lại you.
sao tương phùng. Mình gặp nhau thủy chung dài lâu. Có lẽ mong dáng hình người yêu dấu và được nghe lại tiếng em cười. Trong khi cuộc đời em chỉ dành lại cho một người. Thuở trước lòng anh mùa xuân phơi phới, bởi trong lòng tràn ngập một tình yêu. Nhưng giờ đã hết, hết thật Khương ơi. Anh không còn bơ vơ như người không định hướng. Kiếp này chúng ta có duyên mà không nỡ, thôi thì đành chờ đợi ở kiếp sau. Anh hai, anh ngủ yên nha anh. Từ bây giờ anh sẽ không còn đau khổ nữa, chỉ còn lại một mình em. Một mình em trong cuộc đời đầy bể dấu chìm nổi. Với chồng, với con và bổn phận.